Người Hồi giáo ở Ấn Độ đang háo hức chuẩn bị chào đón lễ hội Eid al-Fitr, kết thúc tháng chay Ramadan, mặc cho tình trạng lạm phát ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đây. Số liệu chính thức được công bố cho thấy, lạm phát giá cả ở Ấn Độ đã lên tới con số 9,5% trong tháng 5, tăng gần 1% so với tháng trước đó. Mặc dù lạm phát khiến cho giá cả tăng cao, thế nhưng tại thành phố Patna, ở miền đông bang Bihar, người dân vẫn không ngừng mua thực phẩm, nhất là các loại bánh ngọt để chuẩn bị cho lễ hội Eid al-Fitr kết thúc tháng chay Ramadan. Tôi đã nhịn ăn trong một tháng nay, tôi hy vọng rằng sẽ sớm thấy ánh mặt trăng vào tối nay. Tôi háo hức mong chờ lễ Eid và có mặt ở đây để mua sắm, nhưng giá cả thì mắc quá. Tôi không biết phải làm sao để có thể mua đủ các mặt hàng cần thiết với 500 ruby. Tại thành phố Guwahati ở đông bắc bang Assam, nhiều người tập trung mua mũ, nước hoa và những món hàng cơ bản chuẩn bị cho ngày lễ. Lạm phát tăng cao khiến cho giá cả đắt đỏ hơn, mỗi món hàng đều tăng từ 20 đến 300 ruby so với năm ngoái. Ấn Độ là một trong những quốc gia đông dân nhất trên thế giới, dân số theo đạo Hồi của Ấn Độ là gần 140 triệu người, chiếm 14% trong tổng số 1,24 tỷ dân số Ấn Độ. Theo truyền thống, mọi người thường ăn bánh ngọt và mặc quần áo mới, tụ họp gia đình và bạn bè trong ngày lễ Eid. Ramadan là tháng thứ 9 trong lễ âm lịch Ả Rập, kéo dài trong khoảng 29 đến 30 ngày. Eid al-Fitr là ngày lễ đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan.